Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng. Thật sự trước khi mà kiểu như là tháng 7, tháng 11 này đó, là thầy có nằm mơ rất là giấc mơ rất là kỳ lạ.
Mà trong cái tháng 11 này mà giấc mơ thật sự từ xưa giờ thầy không có mơ cái giấc mơ này. Thầy mơ thì cái ngày lễ ví Phật A Di Đà thì Phật tử ở nơi đây chết 10 người. Quý vị nghe hết hồn không? Khi mà giấc mơ chết 10 người này á, thì lúc đó thầy trụ trì ở đây rất là lo cho 10 người chết này. Nhưng mà trong cái chết của 10 người này á, thì nó là thuộc dạng là cái phòng của cái nhà của họ tỏa ra một cái mùi hương rất là dễ chịu. Nghe khoái không? Mà cái mùi hương đó đó, mà trên cái đò, cái cơ thể của người 10 người chết này á, thì nó là thuộc dạng hơi nóng trên đỉnh đầu. Và lúc đó đó thì 10 người chết này á là được Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương Tịnh Độ. Nghe nữa không? Thật sự lúc đó đó thì Đức Phật rước 10 người chết này về Tây Phương Tịnh Độ là do những người này tu học rất là tinh tấn. Tức là làm các việc thiện lành, tạo nhân niệm Phật, làm các việc thiện lành, xong đó cái quả thì giấc mơ đó là 10 người chết được sanh về thế giới của Tây Phương. Sau đó đại chúng ở đây á, đồng niệm Phật để hộ niệm cho những vị đó. Thì lúc đó những vị mới hỏi rằng: Phật A-di-đà ơi, có rước con không? Thì lúc đó Phật A-di-đà nói rằng: các con tạo nghiệp ác quá, Phật không rước được. Bây giờ Phật mở ra một cái phương cách cho chúng con là con hãy kiểu như làm các việc lành lúc lâm chung á, tuy con không rước về, Phật không rước con về cõi Tây Phương Tịnh Độ, thì chúng con làm sao? Thì Đức Phật nói, A Di Đà nói rằng các con sẽ được tái sanh vào một thế giới lành nhờ công năng niệm Phật. Tức là những người tạo ác nghiệp không sanh về thế giới Tịnh Độ, nhưng phút lâm chung chết lâm sàng nhờ đạt được cái cảnh thiện lành, thì người này sẽ tái sanh về một thế giới là cõi an lành. Lúc đang nằm mơ vậy, cái chuông 4 giờ báo thức, thầy phải thức dậy công phu. Câu chuyện nghe hết hồn. Lúc đầu nghe hết hồn, đúng không? Nghe tự nhiên chết 10 người hết hồn, nhưng mà cái chết nó gây tốt đẹp. Trước khi đi vào chủ đề buổi giảng, thầy khảo 3 người Phật tử. Thầy hỏi thì quý vị phải trả lời. Thầy hỏi chú, cho thầy mượn cái mi. Thầy hỏi chú nha. Chú có từ xưa giờ chú có bị oan ức về cái miệng của thế gian chưa? Một là có. Có chuyện như thế nào? Dạ, con không để tâm, thành ra con không nhớ những cái việc mà vật vãnh ở ngoài thế gian nữa. Từ lúc con biết Phật Pháp là con chỉ chuyên câu niệm Phật, và tâm con rất an, con không vướng chuyện thế gian. Hồi xưa là kiểu như mình có bị oan ức về cái miệng của người đời. Dạ. Đúng không? Nhưng mà không nhớ được cái chuyện đó là chuyện gì. Dạ. Thầy mời chị đó. Chị dưới. Cô đó, cô trẻ trẻ dưới đó. Cho thầy hỏi là từ xưa giờ cô có bị oan ức về cái miệng của người đời không? Dạ thưa thầy, có. Chuyện gì? Dạ nhiều chuyện không có, mà người ta nói cho con là có làm. Mà chuyện đó gì mới được? Chuyện bạn bè, chuyện nói xấu thôi. À vậy đó hả? Dạ. Vậy cô thấy miệng đời thật dễ sợ không? Dạ có. Rồi cảm ơn cô. Nhưng mà chưa nói rõ là chuyện gì thôi. Thầy mời bác kế cạnh. Bác kế cạnh, từ trước giờ bác có bị oan ức về cái miệng của thế gian không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con có. Mà chuyện gì bác? Dạ thầy, dạ vô chuyện lắm.
Nhiều mà chuyện gì? Dạ, dạ. Hồ vũ oan cho mình mà mình có là mình cũng chịu chấp nhận đó. Dạ. À, vậy dạ, đó hả? Dạ. Vậy là cái chuyện mà mình bị oan ức nhưng mà dạ, không biết rõ cái chuyện oan ức đó là chuyện gì? Dạ, dạ. Dạ. Rồi, bác thấy miệng đời dễ sợ không? Dạ, dễ sợ. Rồi, cảm ơn bác. Dạ. Quý vị biết hôm nay thầy chia sẻ chủ đề gì không? Hả? Đề tài hôm nay thầy gửi cho quý vị về chia sẻ về chủ đề về miệng đời thật đáng sợ. A Di Đà Phật. Thật sự hôm nay thầy chia sẻ về chủ đề này á, thì thầy có một cái nguyên nhân như thế này. Là ở trong chùa thầy á, có một đứa bé. Mà đứa bé này á, năm nay nó đồng dạng là 16 tuổi, nhưng nó bị một cái té cầu thang. Nhưng mà trong cái lúc mà nó té cầu thang á, thì nó đứng dậy nó rất là bình thường, nó không có gì cả. Thì lúc đó đó, thì người ta hoảng hốt quá mới chở đứa bé đi khám coi thử là cái đầu của nó như thế nào, có bị ảnh hưởng hay không. Nhưng mà thật sự bác sĩ nói là rất là bình thường. Nhưng đứa bé này á, nó về nó một cái là kiểu như dở chứng. Tức là nó giả bộ nó bệnh. Nó nói dối với lại người lớn rằng con bị bệnh, nó có rất là khó chịu, con ăn uống không có được, vân vân. Để làm cái gì? Để cho những người lớn phải hầu hạ cung phụng nó, cho dù nó ăn được, vẫn uống được và vẫn đi được. Nhưng mà những người á, thật sự đặc tính của người nữ á, thì rất là tin người. Thì cái cô đó chăm sóc cho nó rất là kỹ. Thì thầy thấy rất là lạ. Tại vì sao? Nó rất là khỏe mà tại sao nó không tự lo được? Thì thầy mới hỏi nó rằng, con, cơ thể của con không có gì, tại sao con lại đi nói dối? Mà con nói dối với ai thì được, nhưng con nói dối không thầy, tại với thầy không được. Lý do thầy biết được con là người không có bệnh tật gì cả. Cho dù cái tai nạn của con là té cầu thang, nó rất là đơn giản, nhưng mà tại sao con lại đi nói dối với lại một người lớn như vậy? Nhưng mà đến chừng cái thầy xuống, thầy nói với lại là cô đó, thầy nói rằng người đứa bé này nó có thể dối cô được, nó không dối thầy được. Tại lý do sao? Thầy biết được nó rất là khỏe. Vậy thì cuộc sống của chúng ta qua bài chủ đề, thầy nói là miệng đời rất là đáng sợ. Quý vị thấy rồi, cuộc đời của con người, nếu quý vị thấy quý vị tu được cái miệng thôi là quý vị tu an lạc lắm. Thầy không nói rằng là thân khẩu ý chưa nói, hoặc là ý chưa nói, nhưng mà thật sự quý vị thấy cuộc đời con người rất phức tạp về cái miệng không? Đúng không? Đi vô chùa, quý vị nói là hôm nay quý vị đi vô chùa, nhưng có chắc quý vị vô chùa không? Nhưng mà vô chùa á, là kiểu như quý vị tu tập á, thì quý vị phải tu từ cái tịnh khẩu. Mà thật sự á, là tịnh khẩu không phải là thuộc dạng không có nói, nhưng mà thật sự cái lời nói như thế nào kìa. Hồi sáng quý vị đọc một cái lời phát nguyện, con không bao giờ nói chuyện thị phi trong một cái đạo tràng, đúng không? Kính lạy Phật Di Đà. Thì cái lời phát nguyện của cái luật đó nó giúp cho cái gì? Nó giúp cho cái miệng của quý vị được thanh tịnh hơn. Thật sự á, là ban tổ chức không đưa ra thì sao? Ở trong chùa ban tổ chức không đưa ra cái luật về cái nói của chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn nói. Nhưng mà tại sao ta đặt cái trường hợp là chúng ta phải đưa ra một cái luật trong một cái việc nói? Quý vị thấy á, trong một cái đạo tràng ở đây là 500 Phật tử. À, 500 Phật tử này nếu giả dụ mà mỗi người nói bớt một tiếng, có phải đây là thế giới tịnh độ không? À, mỗi người chúng ta nói thị phi một tiếng thôi, vậy thì đây có phải là thuộc dạng là cõi đau khổ không? Miệng ta là đóa hoa sen, mỗi khi hoa hé nở thì phải mỗi cái phen thêm thơm lừng. Đó. Vậy thì cái miệng của chúng ta nhiều khi chuyện có nói không, chuyện không nói có, nó dối. Đi ra đường, hôm nay đi chùa, nói tôi là sẽ đi chùa. Nhưng mà trong cái đi chùa của mình chưa chắc là mình phải đi chùa, biết đâu mình tạt cái chỗ khác mình đi rồi.
nói dối. Miệng ta rất là thích nói dối. Nhưng mà cái phương tiện mà kiểu như giúp cho mình nói dối bằng cái miệng á, biết là gì không? Biết là gì không quý vị? Đó là cái điện thoại của chúng ta. Thầy không nói xài điện thoại là xấu nha. Nhưng quý vị để ý coi là 10 người, hết 7 người xài điện thoại, đa số là nói dối. Thí dụ bây giờ nói hôm nay là kiểu như là trễ hẹn nửa tiếng với người ta. Nhưng mà trễ hẹn người ta, đến giờ người ta gọi điện thoại nói khoan khoan chờ tí xíu tôi sắp tới rồi. Nhưng mà thật sự tới đâu không biết. Em nói vậy đúng không? Phải không anh với chị? Phải không? Có phải là cái điện thoại nó là một phương thức trợ duyên cho ta nói dối rất là nhiều không? Tại vì con người của chúng ta không thích sống thật, nói thật. Không thích sống thật. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa người vượt thoát an khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền. Đạo lý chân truyền không có chuyện cho chúng ta cái nói dối. Tại chúng ta thích nói dối thôi. Tại vì con người chúng ta có một cái tôi bên trong, có một cái ngã bên trong, bao giờ chúng ta bao giờ cũng thích nói dối hết á. Chúng ta rất là sợ xấu hổ với mọi người. Thay vì chúng ta vô chùa, chúng ta nói thị phi, chúng ta nói dối, chúng ta đọc bài kinh, tốt hơn không? Trầm hương sóng ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, chí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cho đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, trên con đường học đạo, biết Tam Bảo là tự thân, nguyện sống tinh cần, làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở, nở nụ cười tươi, nguyện làm cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ cuộc đời, hay không? Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, thay vì chúng ta nói dối, chúng ta nói thị phi bằng cái miệng, chúng ta tụng một bài sám nguyện bằng bài sám quy nguyện, hoặc là một bài sám quy nguyện. Quý vị biết bài đó không? Bài mà thầy mới đọc là bài sám quy nguyện. Bài đó của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Vậy thì bây giờ chúng ta nói dối, thay vì chúng ta nói dối thì chúng ta đi nói thật đi. Chúng ta đi nói thật đi. Thầy có đọc trong cái giai thoại á, là Hứa Kính Tôn. Quý vị coi phim Trung Quốc á, thì quý vị sẽ hiểu được là giai thoại của Hứa Kính Tôn. Hứa Kính Tôn á, là một người cũng là kiểu như là người ác đó, nhưng mà ông một để lại một cái giai thoại rất là hay. Hứa Kính Tôn với vua đời Đường, thì một hôm á, vua Đường á, nói với Hứa Kính Tôn rằng chẳng cũng thấy á, là trong cơ thể, trong thân á, trong của người của thân á, mà một cơ thể rất là kiểu như là rất là thanh tịnh, không đến nỗi là phải cường hào há bá, vậy tại sao bị miệng đời nói xấu như vậy? Thì ông Hứa Kính Tôn á, ông mới nói như thế này: tâu bệ hạ, trăng mùa thu, mưa mùa xuân thường sáng, thường ướt đẫm. Kẻ mà người làm ruộng á, là mừng thầm vì đất nước được, đất được thấm nhùm. Còn người đi bộ thì thấy ghét vì đường xá trơn trượt. Mưa mùa xuân, trăng mùa xuân, người những người mà kiểu như gặp nhau để ngâm thơ ẩm vịnh, còn những kẻ đạo tặc
thấy ghét vì ánh sáng quá rõ ràng. Trời đất vô tư mà còn bị chúng sanh thương ghét, huống chi là hạ thần. Ông nói tiếp, theo ngu ý, vua mà nghe lời tin lời của người khác á, thì tôi bị giết. Con cha mẹ mà tin không tin con cái á, thì con cái sẽ bị hư. Mà hàng xóm mà không tin nhau á, thì sẽ cốt nhục chia liền. Ông nói tiếp, miệng đời thật bén hơn dao, đâm người không chảy máu. Quý vị thấy cái miệng của chúng ta, ông nói vậy, cái miệng của chúng ta rất là ghê gớm, mà để lại cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta tu á, thầy nói rồi, đi vô chùa tu thì phải biết rằng mình tu cái miệng đi, mình tu cái miệng đi. Thiện hổ khẩu giả, bất nhị tha hoa, thiện thân bất nghiệp, bất thất lạng luân, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Quý vị biết câu này không? Hả? Thiện hộ khẩu nghiệp, bất nhị tha hóa. Tức là trong một cái đạo tràng chúng ta tu, mà chúng ta cái nghiệp của chúng ta mà cái nghiệp thanh tịnh á, thì chúng ta không nói chuyện tha hóa, không nói chuyện hơn thua, không nói chuyện tốt xấu của một con người khác. Thiện hổ khẩu nghiệp, bất nghị tha hóa. Thiện hổ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Tức là khi mà chúng ta nói cái thân của chúng ta mà có một cái thân mà kiểu như đúng luật á, thì chúng ta không có phạm luật nghi khác. Thầy lấy ví dụ nè, chúng ta đi ra đường á, cái thân của chúng ta biết một cái luật là ngay chỗ cái đường đèn đỏ chúng ta dừng, đúng không? Chúng ta không có chạy xe qua, vượt qua đèn đỏ. Vậy thì cái thân của chúng ta là cái thân mà biết luật như vậy, thì chúng ta có bị tai nạn không? Hoặc là chúng ta đi băng qua đường mà chúng ta biết được rằng trước sau mình phải xem xét đường, chúng ta không có chạy ẩu, vậy chúng ta có phải là bất thức luật nghi, chúng ta không có phạm luật nghi? Mà cái ý của chúng ta là ý mà thanh tịnh, ý nói lời yêu thương, ý nói lời ái ngữ, ý nói lời nhẹ nhàng, ý không phạm sát sanh trộm cướp tà hạnh nói dối và ý ngữ, thì cái ý của chúng ta có phải là ý thanh tịnh không? Chúng ta, ý của chúng ta là phải chứa đầy những ý thiện pháp. Chúng ta vô chùa chúng ta tu á, là sao? Chúng ta phải để ý về cái khẩu của chúng ta, và để ý về cái ý của chúng ta, và để ý cái thân của chúng ta. Người đi một nửa, hồn tôi chết. Rồi sao nữa? Một nửa hồn kia đứng chửi thề. Quý vị thích chửi lắm. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn bình thường không chịu đâu. Không có chịu, chửi mới chịu. Tôi nói thiệt nha, cái chùa Xuân Hòa này mà có bà hả, bà muốn gì? Có bà là không có tôi, bà muốn gì? Bà hôm nay là tu một ngày an lạc nha, không tu một ngày an lạc nha, ở trong chùa tôi còn nể nha, bà giỏi bước ra cổng chùa đi, tôi quýnh bà chết. Em nói vậy đúng không? Cái miệng của chúng ta, nhưng chúng ta tu hồi xưa thì Đức Phật không dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp, tu tịnh khẩu. Nhưng mà tại vì sao phải có vấn đề tu tịnh khẩu nghiệp? Lý do là cái đạo tràng đông quá, về tổ chức chịu không nổi. Chúng ta thích nói lắm, chúng ta thích chửi hơn chúng ta thích im lặng. Đôi khi chúng ta thích lắng nghe đi, chúng ta thích lắng nghe đi. Chúng ta hãy ngồi, thay vì chúng ta bình tâm mà chúng ta chửi người ta, thì chúng ta phải bình tâm suy nghĩ ra lại, bình tâm ngồi đó. Thời buổi này lớn rồi, các bác lớn rồi, đúng không? Đúng không? Lớn rồi để sức thở chứ chửi làm chi? Phải không? Chửi mệt lắm. Quý vị thử thấy rồi, nếu một người nào mà một ngày đó họ chửi đi, họ cãi lộn với nhau đi, họ rất là mệt, rất là mệt. Để ý đi, quý vị thấy hôm nay mà nói thiệt, vợ chồng mà cãi lộn là có chuyện rồi.
hai vợ chồng mệt hết. Ra đường gặp hàng xóm mà cãi lộn, bạn đạo mà cãi lộn với nhau thì mệt hết cả hai. Để rồi bắt đầu cãi xong thở. Đó. Mà kêu mà im lặng thì là không chịu. Im lặng để giữ sức khỏe. Khỏe không chịu. Mà bây giờ chúng ta mà kiểu như là chúng ta cãi lộn với nhau á, thì chúng ta tổn hại 10kg sức khỏe. Nhưng mà chúng ta im lặng một tí xíu, lắng nghe một tí xíu, hiểu thương một tí xíu thì chúng ta tăng trưởng 10 sức khỏe. 10kg sức khỏe, cái nào lợi? Cái nào lợi cho ta? Cái lợi của chúng ta sao chúng ta không thực hành? Chúng ta rất thích nói dối. Rồi cái miệng của chúng ta cũng vậy. Rất nói thích thiêu dệt. Là chuyện có nói không mà chuyện không nói có đó. Nói thêm bớt. Ở đây nè, quý vị biết nó nói thiêu dệt không? Tức là chuyện xích ít ra cho nhiều, nói ra cho dữ lên luôn. Nói ra cho nhiều vô. Vô chùa để xưng hòa tu. Vô chùa xưng hòa tu thì gặp cái bà đó, cái bả tu làm sao á. Rồi đến chừng bả đi về, thì hôm nay bả bệnh thì bả đi về. Mình không chịu đâu. Chắc cái bà này hôm nay bà về bà đi chơi với người yêu của mày ơi. Cái bà này bà đi về, hôm nay bà có chuyện gì bà mới đi về. Cái đầu của mình đó là cái mình thích suy diễn đó. Diễn ra thật sự, cái kịch bản người ta thuộc dạng người ta viết có ngắn lắm. Người ta viết rất đơn giản. Nhưng mà mình lại thích suy diễn về cái chuyện đó. Mình thích thiêu dệt ra thêm. Thầy nói rồi, mình nấu đồ ăn mình bỏ muối không, đồ ăn không ngon. Đúng không? Mà mình nấu đồ ăn mà đồ ăn nó thêm nước mắm, nước tương, bột ngọt là đồ ăn sẽ ngon. Cũng vậy. Có người chúng ta rất nói thêm lắm. Nói thêm. Nói cái chuyện là kiểu như là mình mà kiểu như là người đó mà kiểu như nó có một cái gì đó, một tỷ vết thôi, mình sẽ thêm vô 10 tỷ vết. Thì mình phải kiểu như là thay vì á, mình không kiểu như là chữa bệnh cho người ta đâu, mình còn kiểu như là vạch gà, vạch lá xem lưng, vạch mà kiểu như vạch sâu tìm sâu nữa. Vậy thì chúng ta đi tu á, chúng ta hay thích theo dệt, hay thích theo dệt và thích xảo ngữ với người khác. Thích xảo ngữ với người khác lắm à. Mình không thích nói thật. Hôm nay vô chị thầy nói nè, hôm nay đi tu một ngày, về nói thiệt đi. Thầy nghĩ cái người nói thật nha, người ta sống an vui lắm. Nhưng mà cái người mà người ta nói dối, bao giờ người ta lo lắm. Người ta lo, tại sao? Người ta phải lo là suy nghĩ rằng hôm nay mình nói dối, ngày mai người ta phát hiện thì sao? Tối về ngủ có ngon không? Đúng không? Thầy lấy ví dụ nha. Hôm nay quý vị về, thầy chủ trì cho quý vị một cái phần quà. Đúng không? Phần quà đó đến chừng quý vị nhận rồi, bắt đầu quý vị nói nhà quý vị có mình quý vị. Quý vị nói là thôi bây giờ nó nhà quý vị. Quý vị ra nói nhà con có hai người thầy ơi. Thầy chủ trì cho hai phần quà. Đúng không? Nhưng mà thật sự nhà quý vị có một người. Bắt đầu quý vị nói dối với thầy chủ trì như vậy, thầy chủ trì nói chứ. Lên gặp thầy chủ trì cũng ngại ngại nói, không biết ổng thầy chủ trì hôm nay ổng có nghi mình nói dối ông ta. Đó không? Thì cái người nói dối bao giờ tối về cũng là thuộc dạng ngủ không được, vì họ kiểu như suy nghĩ cái lời nói của họ có bị đối phương phát hiện hay không. Nhưng mà cái người nói chân thật á, thì cho dù họ chịu thiệt, họ chịu thiệt nhưng họ sống rất là vui. Họ đâu có làm gì họ sai, họ sợ. Đúng không? Họ không có làm sai, họ sợ. Không có làm sai thì lấy gì họ sợ người ta phát hiện. Bây giờ có nó phát hiện đi nữa, tôi làm đúng được thì tôi làm, tôi không làm được thì thôi. Không làm được thì thôi, thì mắc mớ gì là phải như tôi sợ về vấn đề đó. Nên cái người mà nói chân thật, cái lời nói của họ chân thật, bao giờ người đó sống rất là nhẹ nhàng. Họ có gì họ xài đó à. Mà mình thích xảo ngữ với chồng mình.
Thầy đọc cái câu chuyện này á, nó là câu chuyện thuộc dạng là hơi kiểu như là hơi thần thoại tí xíu, nhưng mà nói về cái cách xảo ngữ của con người. Tức là có ông chồng này, ông cưới một cô vợ, nhưng mà cô vợ này á, rất là đẹp, ông cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ông không cho đi đâu hết. Thì cô vợ bị tù túng trong một cái căn nhà. Tù túng trong một căn nhà thì cô đó một hôm là thường thường cổ đào một cái lỗ chui qua. Tại cái nhà là đóng hết bốn cách tường, đánh hết các tường không cho cổ ra. Cửa nẻo đóng hết, nhưng mà cổ đào cái lỗ ở phía dưới, phía sau cổ chui ra. Nhưng mà cổ đào cái lỗ chui ra để làm gì? Cổ ngoại tình với lại cái người vàng bạc. Thì ông chồng này thì lúc đầu ông có nghi, tại sao mình khóa chặt cửa lấy gì ra được. Nhưng mà thời gian sau á, thì nghe tin đồn rằng vợ mình, vợ của ổng đã bị ngoại tình với một người hàng xóm vàng bạc bên. Thì lúc đó đó, ổng mới sao? Ổng mới đi tìm, nói, bà là kiểu như tìm vợ, bà là tối nay bà ngoại tình phải không? Nói, ủa? Bà vợ nói, tôi từ xưa giờ tôi ở trong nhà, tôi có đi đâu đâu mà ra ngoài, ông nhốt tôi vậy mà lấy gì ngoại tình? Ông chồng nói, nếu không tin, bây giờ tôi dắt bà đi ra một cái cây. Cây đa này á, là cây đa này biết nói tiếng người. Nếu giả dụ bà mà nói sai sự thật á, là cây đa này kiểu như là nó phát ra tiếng. Thì ông chồng nói vậy thì bà vợ rất là lo. Tại vì bà vợ nói xạo với ông chồng, thật sự bà có ngoại tình, nhưng bà nói xạo với chồng là không có. Đến một hôm bà nghĩ ra một cái cách. Bà nói, bây giờ tối nay á, bây giờ nó là chồng mình đã phát hiện rồi, bây giờ chồng em đã phát hiện rồi, anh ơi, thôi bây giờ đó là bây giờ chúng ta dựng ra một cái cách là bây giờ hôm nay á, em đi ra một cái cây đa để thề, nhưng mà trước khi đi á, em qua một cái chợ. Cái chợ này á, anh sẽ làm một cái người giả điên để ôm em, tại cái người điên đâu biết gì đâu. Thì lúc đó hai người vợ của ảnh mới về, cái cô, cái anh tình nhân đó mới bày ra đồng ý cái cách đó. Thì cô vợ này đi qua cái đa xin vào tác vô cái chợ. Lúc đó anh chàng giả điên đó, là người tình mới ôm cô ta, ôm bậy nhưng mà ôm cô ta, ôm cho chúng. Thì lúc đó ôm xong rồi, hai vợ chồng mới tới cái đa để thề. Thì cây đa cổ mới thề rằng từ trước giờ em không bao giờ ngoại tình với ai, trừ khi không có ai ôm em, trừ khi có anh với lại cái ông điên đó thôi. Thì lúc đó đó, ông chồng ông bà vợ anh thề vậy đó, thì ông chồng á, ổng mới sao, ổng tin là vợ mình không có, tại cây đa nó không phát ra tiếng mà. Lúc đó ông trở về, ổng nói vợ mình sống chân thật thiệt. Nhưng mà từ đó trở đi, người vợ này biết được cái tệ tẩy đó, thì người vợ bao giờ cũng làm vậy hết. Ông chồng thì vẫn nghi, vẫn tin rằng mình, vợ mình là chung thủy. Cái đó là qua câu chuyện xảo ngữ với chồng. Tôi nghĩ á, thì cái vấn đề này nó thuộc dạng hơi thần thoại. Thật sự nó hư cấu là cái chỗ là cái đá làm sao biết nói được tiếng người. Nhưng mà nó nói về vấn đề con người ta như thế nào. Con người ta có bao giờ người ta nói thật mà người ta nói xạo mà người ta nói thật mà người ta bị phát hiện không? Bao giờ người ta vẫn che giấu cái sự nói dối của người ta, đúng không? Vì cái sự nói dối của người ta mới sợ phát hiện rồi người ta phải dựng cảnh. Quý vị có coi phim Bao Công không? Có không? Có những cái đoạn mà kiểu như Bao Công không bao giờ đủ nhân chứng, vật chứng để xử chém một người. Thầy cũng coi nhiều ghiền phim bộ lắm. Nhưng mà tại sao Bao Công á, mà làm những cái chuyện là kiểu như là phải dùng những cái kiểu như là không phải nhân chứng vật chứng mà kiểu như dựng ra một cái cảnh để cho người ta sợ, người ta nói ra để ổng xử chém. Tại vì người có tật bao giờ người ta cũng sợ hết, người nói dối bao giờ cũng sợ. Thì Bao Công mới lật được cái tẩy chứ. Tại vì Bao Công có những câu chuyện Bao Công đâu không có đủ nhân chứng để xử án một người, phải nhờ những cái mưu mô của Bao Công nữa.
Ở đây nói lên cái vấn đề con người chúng ta rất là xảo. Chúng ta có những cái lời nói chúng ta thấy là nói thiệt, nhưng chúng ta thấy lời nói thiệt, chúng ta thấy an vui, nhưng chúng ta không chịu nói. Mà cái người mà người ta nói thiệt á, người ta có lợi như thế này. Có hai điều lợi về vấn đề nói thiệt, nói chân thật cái lời người nói. Thứ nhất là lời nói của họ đáng tin cậy. Thứ hai là cái lời nói chân thật này á, đời sau của họ được sanh vào thiên giới. Nhưng mà cái người mà nói dối á, thì cái lời nói của họ, họ là cái lời nói tiêu cực. Ở chỗ ảnh hưởng là họ kiểu như là lời nói của họ là kiểu như không còn tin cậy. Nhưng mà đời sau họ sẽ đọa, là kiểu như là cho đọa địa ngục. Nhưng có được thân người thì họ cũng là bị ngọng đó. Đúng không? Quý vị thấy, thường thấy cái người nói thật á, họ rất là tin, người ta đạt tin tưởng 100%. Nhưng mà cái người nói dối á, thì sau này có nói thật đi nữa có ai tin không? Không ai tin. Tại vì sao? Một lần người ta sợ rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn về vấn đề mà kiểu như là thiện, tốt, mà chúng ta thích chọn về cái lời nói xấu? Chúng ta thích chọn cái xấu. Chúng ta thích thiêu dệt ra vấn đề, gấm rồi bắt đầu thêm vô rồi và đủ thứ chuyện hết. Bây giờ thầy thấy là kiểu như trang mạng Facebook như vậy. Quý vị đừng có sống ảo tưởng về vấn đề này quá, không tốt lắm đâu. Nó là một cái thế giới ảo. Ở đây thầy không nói, nhưng thật sự bây giờ nó là kiểu như là ông chồng của mình đó, là kiểu như ông chán mình rồi, bây giờ mình phải tìm đối phương trên Facebook để bắt đầu thả tim. Em là số 1, đúng không? Nhưng mà cái này nó là một cái nguy hiểm. Không khéo là nó là cái nguy hiểm. Ở đây thầy không nói vấn đề Facebook, mà thầy nói về sơ thôi. Vậy thì chúng ta tu, chúng ta có nên nói thiệt không? Tại thầy thấy là thầy nói thật á, thầy không dám nói là thầy nói là giống như là thầy hoàn toàn tốt đâu. Thầy không dám nói vậy. Nhưng mà thầy nghĩ cái vấn đề Phật học nói cho thầy biết rằng người bao giờ nói dối, nói thật người ta vẫn tốt hơn. Còn cái người nào nói dối bây giờ lần sau đi nữa, họ có xây dựng cái tin cái gì đi nữa, đâu ai dám đóng góp. Đúng không? Thí dụ bây giờ ông thầy đó mà ông làm một cái việc xã hội, nhưng mà ông nói dối, lần sau có ai giúp ông không? Bao giờ có người đặt ra một cái vấn đề bỏ tiền ra để làm phước, người ta phải chọn vấn đề chân thật chứ. Đúng không? Người ta vẫn chọn là cái nơi để người ta tin tưởng. Cho dù mình làm phước là mình hưởng đó, chứ không phải ông thầy. Nhưng dù sao đi nữa, họ phải đắn đo về vấn đề kiểu như là lời nói của con người như thế nào, và ông thầy có đủ tin tưởng hay không. Thầy nói thiệt chứ, ai cúng cho thầy 5.000 thầy xài 5.000, cúng cho thầy 5 tỷ thầy xài 5 tỷ. Mà thầy không có đòi hỏi. Mà bữa nào mà ai cúng 5 tỷ mà có người nào cúng 10 tỷ, thầy lấy 10 tỷ chứ không có đòi hỏi. Nói giỡn cho vui vậy thôi. Chứ thật sự thầy từ xưa giờ quan niệm của thầy nói thật, đối với tiền bạc thầy không thích về vấn đề kiểu như là lộn xộn. Thầy nói thiệt, về hành chánh thầy rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc. Nên những người mà kiểu như là hiểu được thầy, nói đây, ông thầy quan lực này nói về tiền bạc là nói thiệt, cậu không có lăng nhăng. Thiếu nợ là phải trả, nhưng mà thiếu đừng nhiều quá. Thiếu nhiều quá trả không nổi xù chết luôn. Mang nợ chết luôn, đời sau trả nợ chết. Thật sự thầy không thích mắc nợ. Nếu giả dụ đứng về góc độ mà kiểu như là nợ chung chung, thầy sẽ trả, thầy sẽ cho mắc nợ. Tức là thí dụ bây giờ nó là tu tập hay là lo cho Phật tử, đó là nợ chung chung, thì thầy có thể là mắc nợ được, cái đó dễ trả. Nhưng mà đứng về góc độ nợ cá nhân khó trả lắm. Nợ tình chưa trả chưa cho ai, khối tình chưa xuống, tìm đã chưa yên. Nghe hay không? Nguyễn Du á, chứ không phải ông thầy. Vậy thì thầy nói thật, cái lời nói của thầy thật sự hiện giờ nói thiệt á, thầy còn không có nơi để tá túc.
tá túc của thầy nó chỉ là thuộc dạng nơi tạm trú tạm vắng. Trong thầy hiện, trong đầu của thầy hiện giờ, nói thật chứ nghèo lắm. Quý vị thấy trời ơi thương quá. Tại vì thầy thật, tại vì thầy nói thiệt, tiền bạc đối với thầy đâu có rõ ràng. Thầy nói một lời là phải rõ ràng. Thầy kêu người ta đi mua đồ là thầy phải gửi tiền cho thầy, không kêu mua đồ xong nó thôi con cúng đâu. Lần sau không ai dám, thầy có nhờ người ta không dám đi đâu. Vậy thì bây giờ thầy nói được vấn đề lời nói của thầy. Giờ lời nói của gì, tu tập của gì phải chân thật tí xíu. Quý vị chỉ cần tu được cái miệng thôi. Quý vị tu một cái miệng là quý vị sẽ có một cái sự an lạc. Thầy thấy nè, hồi sáng xong là không phải chứ thật đó thiệt. Hồi sáng vô nó dần giải tán là kiểu như là nghỉ giải lao là thầy thấy là ồn đó. Đúng không? Lớn tuổi rồi thở tí xíu. Thay vì mình ngồi tụ vô một cái chỗ nào đó mình nói chuyện ồn, thì mình kiếm một cái gốc cây nào đó, ở đây cây cối nhiều, bắt đầu mình nghỉ mình thở. Sướng không? Mình chiêm nghiệm cuộc đời này sao nó đẹp quá vậy? Tại sao tôi lại phải làm khổ tôi? Thay vì mình ngồi đó chỉ nói chuyện thị phi, đúng không? Nói chuyện hơn thua, nói chuyện tốt xấu của một con người. Thì bây giờ chúng ta là gì? Chúng ta ngồi đó để làm gì? Chúng ta tụ vô để nói chuyện để được gì? Thì chúng ta ngồi có một cái góc nào đó nghỉ ngơi. Bắt đầu cái người ta ngồi thì nghỉ ngơi, quý lệ si diễn chơi bà này chắc bà thất tình. Trời ơi chắc kiểu như bà này chắc bà đang vì gì? Sao bà đang buồn bã về cái chuyện con cái? Sao bà ngồi đó là bà kiểu như rầu rĩ dữ vậy? Thay vì người ta ngồi nghỉ vậy, người ta nghỉ thì quý vị là cái đầu quý vị suy nghĩ khác. Rồi bây giờ quý vị thấy rất thích nói chuyện là vấn đề kiểu như là khen chê tốt xấu lắm. Cái miệng của chúng ta là cái miệng thích khen hơn thích chê, đúng không? Thầy, quý thầy chủ trì chùa Xuân Hòa dễ thương quá, đúng không? Ngồi trước mặt nói khen, nhưng mà đến chừng về tới nhà, trời ơi sao nó nói thầy ở trong chùa Xuân Hòa sao kỳ quá. Trước mặt thì khen, sau lưng thì chê. Chúng ta lại như vậy thôi. Tại vì sao? Cái miệng của chúng ta là thích, không thích thật. Mà cái khen của một con người á, là kiểu như khen cho để cho người đó có lợi ích á, thì chúng ta nên khen đi. Bà niệm Phật hay quá, khen tốt. Người ta niệm Phật hay thì mình khen người ta niệm Phật hay. Nhưng mà mình khen thì mình khen được, nhưng mà lần sau người ta có chuyện gì đừng có chê người ta. Cái miệng của mình đừng có chê người ta. Tại có người không bao giờ toàn vẹn được. Không bao giờ toàn vẹn được. Thầy nói nè, thầy có cô Phật tử nè. Cô đó như thế này. Là cô kể cho thầy nghe là lúc mà kiểu như là cổ mà kiểu như là gặp một cô Phật tử kia, cổ nói rằng thưa thầy con rất là kiểu như quý mến cô đó. Cô đó rất là tốt và cô đó đạt có thể là tôi con nói là 100% là tốt. Cổ kể cho thầy nghe, thầy nói rồi sao cứ kể đi, cứ kể thoải mái. Thì lúc kể cho thầy nghe thì cổ nói thưa thầy là kiểu như là một hôm á, thì cái cô bạn của con á là điện thoại mượn tiền con. Mượn tiền của con thì con đang tin tưởng cô bạn của con là cô này là một danh nhân, thì cô này thành đạt thì cô này không bao giờ nói dối. Thì con sẵn sàng con đưa tiền cho cổ mượn. Con không có một chút do dự. Không bao giờ kiểu như là con nghĩ cô này xấu cả. Cổ nói với con rằng mượn con mượn tiền á thì sẽ là kiểu như trong vòng 3 tháng trả. Nhưng mà thưa thầy hiện giờ á, thì cô kể cho thầy là thưa thầy hiện giờ là 3 năm rồi cô chưa trả cho con. 3 năm rồi. Thì thầy nói ủa chứ sư sao thần tượng người ta dữ quá vậy mà. Quý người ta là thần tượng người ta đưa người ta lên tới trời luôn, sao giờ kiểu như là đi tới đâu là chê người ta chứ. Thì cô nói thầy nói rằng ở đời, thầy nói với cổ là ở đời không ai tốt hoàn toàn đâu con. Không ai tốt hoàn toàn vì chúng ta còn là một con người.
Quý vị thấy cổ đó trước mặt cổ khen người ta, hồi xưa cổ khen người ta, sau lưng là sau này họ là chơi người ta chăm chơi thảm luôn. Mà thầy nói thật nha, quý thầy mà có bị chê thì cũng là chuyện bình thường, vì quý thầy không hoàn thiện. Thầy Quan Lực có bị chê cũng là chuyện bình thường. Ở đây thầy nói thật chứ, đạo tràng đây nè, 100 người, 200 người, nhưng thật sự bây giờ cho nó 50 người khen thầy Quan Lực đi, 150 người chê thầy Quan Lực, đó là chuyện bình thường thôi. Tại vì sao? Phật còn bị má. Quý vị thử nghĩ Phật còn bị cái chuyện khen chê thì huống chi là có người không sao thoát được cái chuyện này. À, mà quý vị lại thích thần tượng đó. Thầy trụ trì ở đây hay là quý thầy ở đây mà kiểu như có bị cái chuyện gì, quý vị phải thông cảm. À, thí dụ bây giờ nói là thầy trụ trì ở đây có một cái chuyện gì là, hay là thầy quý thầy đây có một cái chuyện gì là bị quý vị thường thấy là sai, có lỗi, quý vị cũng thông cảm, vì con người nó không toàn đâu. Nó chỉ là kiểu như một phần thôi. Nó có một cái phần sơ xuất để có người điểm vào điểm yếu đó chứ. Đúng không? Như thế, chúng ta lại thích là vấn đề khen chứ. Bây giờ nó là quý vị thấy à, quý vị thích nó ác khẩu. Thầy nói thật quý vị thấy là thấy nó ác khẩu lắm. Cái lời nói của chúng ta đó, mà cái lời nói của một con người á, mà chúng ta thấy mà chúng ta thấy ác khẩu nặng nề quá, chúng ta đừng có nói. Một lời nói làm con người rất là đau khổ. Người ta nói rằng á, đàn ông miệng rộng thì sang, rồi sao nữa? Cái này là mấy anh mấy chị mấy bác nói chứ thầy không có nói nha. Đúng không? Đúng câu nói đàn ông miệng rộng thì sang đúng không? Đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà đúng không? Chưa chắc. Chưa chắc. Hên xui thôi. Không phải rằng đàn bà nào miệng rộng cũng tan quan cửa nhà. Đúng không? Mà không chắc đàn ông nào miệng rộng cũng phải sang. Miệng thầy Quản Lực rộng không? Dễ thương không? Mô Phật hên xui. Không chắc nó là như vậy. Đừng có nghĩ rằng đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng là tan quan cửa nhà. Không có. Nó chỉ là một cái phần tương đối. Có nhiều người á là miệng rộng, đàn ông không có sang. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ miệng rộng chưa chắc là tan quan cửa nhà. Nhưng mà ý nói nó cái gì ở trong đây nè. Cái ý nói của con người nhân gian đặt ra cái miệng của người phụ nữ như thế nào? Là cái miệng thích nói thêm. Vợ chồng cãi lộn với nhau thì hòa giải đi, bắt đầu chửi thêm nữa. À, thì mới gọi là miệng rộng. Cái chuyện trong nhà đó thì để làm gì? Vợ chồng tự hòa giải đi. Đi nói cho người khác vô làm gì? Đó là cái quan niệm của một người thế gian. Nhưng mà thật sự họ không bao giờ nói cho người đối phương, người bên cạnh hàng xóm. Họ vô chùa tâm sự với ông thầy hết rồi. Tâm sự hết ông thầy đã có gì? Ông thầy lên đây kể bà tám cho quý vị nghe. Thầy nói thiệt chứ quý vị, giảng pháp có hai cách ứng dụng. Tức là giảng về giáo lý và giảng về ứng dụng. Giảng về giáo lý là giảng quý vị khô ngủ chết. Nhưng mà giảng về ứng dụng á, thì quý vị sẽ lấy cái đó làm thực hành cho gia đình của quý vị. Nên tại sao có những người vị giảng sư lên giảng toàn nói chuyện cuộc đời không? Đó là ứng dụng. Vậy thì quý vị thấy con người của chúng ta nói thích nói ác khẩu. Nhà người ta mắc một con gà thôi là chửi dữ lắm. Bạch cái lỗ tai, bạch cái lỗ chỉ lên mà nghe bà chửi nhá. Con gà của nhà bà nó là con phượng. Nó về nhà chúng mày nó là con ố, con gì của ông bộ cha bộ bố tinh sư chúng mày. Bà chửi. À, bắt đầu đó là chửi miền Bắc nha. Bây giờ quý vị nghe mắt con gà mà chửi miền Quế chưa?
Nghe chưa? Thầy nói cho nghe. Cao tàng tổ dĩ, cao tàng tổ khảo, cố tổ gia tông, cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, cả anh em họ, họ nội, họ ngoại, xa gần ăn ái, họ trai, họ gái, dưới âm phủ chống gậy đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống. Bay hãy chống cái cửa sổ cho thật cao, vén cái lỗ tai lên cho thật chặt, mà nghe tao chửi nhé. Tao chửi cho ngã miếu sập đình, cái quân khốn kiếp, cái quân khốn hậu. Tao có 8 con gà vàng ác, 8 con gà vàng, 9 con gà ác. Bay ăn chi mà bay ăn ác rượu, bay ăn khốn khổ, bay ăn cho ngã miếu sập đình, cái quân khốn kiếp, cái lỗ chung bay chửi. Cái miệng của chúng ta thích chửi vậy đó. Thích chửi thôi. Chúng ta đi, thích nói là cái lời ác khẩu. Thầy nói nè, cũng là cái lời nói. Nếu cái lời nói đó mà cái lời nói đưa con người ta vào con đường tốt, chúng ta nên nói. Nhưng mà cái lời nói mà đưa con người mà chúng ta vào vấn đề nguy hiểm, sai, chúng ta không nên. Để xác định vấn đề này, thầy kể cho một câu chuyện. Câu chuyện này của nhân gian á, thầy đọc trên mạng thôi, rằng có một anh ăn cướp. Thì một hôm anh cướp xe của một taxi, thì cô con gái chạy xe taxi đó, ảnh chỉ là người cướp tiền. Thì ảnh leo lên xe rồi ảnh dí cổ con dao vô cổ của taxi á. Thì ảnh nói rằng: bao nhiêu tiền đưa đây cho tôi. Thì khi mà cô con gái nói rằng: anh à, tôi có nhiêu đó tiền thôi. Thôi bây giờ nó là kiểu như anh có cần không, tôi sẽ kiểu như là chở anh về nhà để tôi đưa tiền thêm. Và kiểu như là bây giờ nhà anh như thế nào, ủa sao anh ăn cơm gì chưa. Cô con gái taxi rất là quan tâm tới cái người mà ăn cướp này. Sao anh bệnh vậy, tôi chở về. Anh uống thuốc chưa, tôi chở anh về nhà lo thuốc. Thì khi chở lên trên đường đi, tự nhiên cái anh ăn cướp này, tự nhiên ảnh lại suy nghĩ lại, nói từ xưa mình ăn cướp rất là dở, người ta rất là sợ. Nhưng tại sao mà kiểu như là cô này không sợ mà kiểu như còn quan tâm tới, chăm sóc tới ta. Từ cái chỗ mà cái cô chăm sóc, từ cái lời ăn tiếng nói của cô này đã làm tác động tới anh đó. Và anh đó tự nhiên từ đó anh trở đi, anh thề anh không bao giờ ăn cướp nữa. Cũng một cái lời nói đó quý vị. Nhưng mà cái lời nói đó làm cho con người chuyển hóa, người ta từ một cái người ăn cướp trở thành một cái người bình thường đó. Và sống con đường thiện pháp. Nhưng mà chúng ta cũng là một cái lời nói mà cái miệng của chúng ta rất là đáng sợ. Mà thầy cũng là người từng bị cái vấn đề đó. Mà người ta nói rằng kiểu như là nhân gian thường thường người ta nói rằng là nói nhiều là có hại. Quý vị thích nói cái chuyện ác khẩu không? Chuyện không nói có, chuyện có nói không, việc phải nói quá, việc quá nói phải, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê. Vậy thì vấn đề của chúng ta nói cái vấn đề là kiểu như phải thiện. Thay vì ngồi nói chuyện ác khẩu, niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Anh ơi anh đi đâu rồi? Vậy đi. Chẳng thà mà quý vị vô mà quý vị niệm Phật, quý vị còn vọng tâm. Chẳng thà như vậy, còn hơn là quý vị không niệm Phật mà ngồi đó. Thật sự thầy lấy ví dụ nha, quý vị bây giờ quý vị nghe pháp thầy, chẳng thà quý vị nằm hoặc là dựa, lớn tuổi rồi mà quý vị niệm Phật, chẳng thà quý vị vọng tâm quý vị niệm, tại tâm của chúng ta tâm phàm phu. Nhưng mà nhờ cái tha lực trợ duyên niệm Phật để cái gì, có ai niệm Phật mà chửi người ta không hả? Về nhà tự về ngồi nằm trên võng lăn sao chửi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, thế giới này cực lạc gần chết luôn,
mà cực lạc đâu thấy thấy cực nhọc không? Thay vì chúng ta là gì? Thay vì chúng ta ngồi cãi lộn với con cháu thì chúng ta bớt đi tiếng nói để chúng ta niệm Phật đi. Không chịu thích cãi không à? Mà cái miệng của chúng ta mà kiểu như là nói nhiều rất là có hại. Thầy có đọc trong câu chuyện á, là câu chuyện của thời Ngụ Ngôn thôi. Câu chuyện này á, nói về Đức Phật. Rằng thời Đức Phật còn tại thế đó, ở trong thành Xá Vệ thì có một cái vị vua hay thích nói nhiều. Thì lúc vị vua hay thích nói nhiều này á, thì lúc trong thành Xá Vệ có một vị tỳ kheo chết. Ngay khi đó đó là Đức Phật muốn quá độ vua, một vị vua, để kêu như thay vì nói nhiều. Thì Đức Phật kể về tiền kiếp quá khứ á, là ở trong một cái khu rừng có hai con vịt và một con rùa đang sống chung với nhau. Hai con vịt này thường thường lui tới với nhau. Lui tới với nhau thì làm quen với lại gì? Con rùa. Thì con rùa, con vịt mới nói rằng: anh rùa ơi, tôi thấy ở Hy Mã Lạp Sơn á, là có một cái gì, có một cái phong cảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Bây giờ tôi với hai vịt với lại bạn đi qua đó chơi. Thì anh rùa nói rằng: bây giờ đó tôi là người như vậy, đi đứng chập chạp vân vân, sao mà đi được qua tới Hy Mã Lạp Sơn? Thì lúc đó hai con vịt mới nói rằng: không đâu, bây giờ tôi chỉ anh sẽ kể, tôi chỉ cho anh một cách, là bây giờ hai con vịt của tôi á, sẽ ngậm hai cái khúc cây. Anh á, là ngậm vô chính giữa, lấy cái mỏ của anh á, ngậm vô cái chính giữa của cái đầu khúc cây, tức là khúc cây vậy nằm ngậm vô. Nhưng mà trên đường đi, trên đường đi anh tuyệt đối không được nói chuyện, không được nói chuyện gì hết. Tại vì anh mà nói chuyện là anh rớt xuống anh chết, tại vì đang bay trên không trung. Thì anh rùa anh nói suy nghĩ ra như vậy, anh mới anh mới là kiểu như là thôi bây giờ chúng ta đi. Thì lúc đó đang bay trên không trung, hai con vịt chở anh rùa đi, anh rùa anh ngậm khúc cây rồi, thì anh treo tung ten gì nè. Lúc đó đó ở dưới cái làng có mấy đứa bé đang chơi, mấy đứa bé nó nhìn thấy à, ô chúng bay ơi, xem kìa, ngố chưa, có hai con vịt là kiểu như cổng một anh rùa đang bay trên không trung. Thì anh rùa anh tức quá anh không nói, anh mở miệng ra anh nói rằng: chúng tôi bay thì kệ, cha tôi chứ mất mớ gì mà kiểu như là mấy bọn bay nói. Thì lúc mà anh chưa kịp nói, vừa mới mở miệng ra anh rớt xuống đất chết tan xương luôn. Tại vì khi mà mở miệng ra là phải rớt rồi, tại vì ngậm khúc cây. Lúc đó đó thì Đức Phật mới dùng cái câu chuyện này, Đức Phật độ ông vua. Thì Đức Phật nói rằng: nếu giả dụ một người nói nhiều quá thì sẽ nguy hiểm về hại bản thân. Đức Phật nói tiền kiếp quá khứ là ai? Cái vị vua là chỉ cho lại gì? Con rùa là chỉ cho vua, là vị tỳ kheo Các Đế Lợi. Còn hai con vịt đó là chỉ cho hai vị đệ tử tốt lớn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Còn cái vị vua mà Đức Phật độ đó là chỉ cho ngài A Nan. Vậy thì đâu là câu chuyện nói về Ngụ Ngôn, về tiền kiếp quá khứ của Bồ Tát Đức Phật. Nhưng mà nó nói lên chúng ta vấn đề gì? Chúng ta nói nhiều quá, chúng ta sẽ có một cái vấn đề nguy hiểm và hại. Vì miệng đời rất là dễ sợ. Qua bài nói chuyện là một tiếng đồng hồ, thì thầy gửi về với đệ vị bốn ý. Thứ nhất là lời nói của chúng ta đừng nên nói dối. Thứ hai, chúng ta phải nói là gì? Đừng nói lời thiêu dệt. Thứ ba, chúng ta đừng nói lời kiểu như là trước mặt khen, sau lưng thì chê. Thứ tư, chúng ta đừng nói về vấn đề ác khẩu. Để làm cho cái miệng của chúng ta có một cái hoa sen, một khi họ nở ra thì một phen thơm mát cả cuộc đời. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
bài nói chuyện một tiếng đồng hồ đến đây kết thúc. Cho thầy hỏi rằng bây giờ thì thầy sẽ khảo quý vị là cảm nhận đi. Từ trước giờ thầy hỏi quý vị rằng nếu quý vị đi tu học, quý vị cảm nhận thấy như thế nào? Cảm nhận thử coi. Con ở cảm nhận không cảm nhận buổi giảng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh Tịnh Tú, con là Phật tử của chùa Long Thọ, thầy Thiện Huệ. Dạ, con biết tu cách đây 15 năm khi mẹ con bị mất. Con thấy con đi tu thì con thấy con nghiệp của con nó giảm, và cái an nhàn con có, niềm vui con có nhiều hơn lúc chưa biết tu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, còn ai có cảm nhận gì không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Tịnh Tâm. Trong cái 10 năm con tu học được, con cảm thấy con học được rất nhiều về quý thầy đã dạy, chỉ dạy cho con. Con dẹp được, bớt đi cái sân si trong cái tam độc. Thì tham, sân si con đều dẹp bớt. Và trong cái sự tu tập hàng ngày đem áp dụng cho gia đình và cuộc sống và xã hội, con cũng dìu dắt được các con, cũng được có phần nhiều về những đứa con của con. Nó cũng biết được hiếu thảo và cũng được làm những điều cho đời. Thì con cũng có niềm vui, an lạc trong cuộc sống hàng ngày. Và cất bước đến chùa thì gặp những bạn đồng tu, hoặc là nhờ những vị được trí thức được trao đổi qua về con đường Phật Pháp để hành trì con tu học hàng ngày. A Di Đà Phật. Vậy thì về cảm ơn thầy chủ trì ở đây nha. Chẳng phải cảm ơn thầy nha, thầy chỉ là trợ duyên. Rồi còn ai có cảm nhận gì không? Không thì kết thúc. Rồi quý vị thấy bài thuyết pháp hôm nay như thế nào? Ai có cảm nhận gì bài thuyết pháp hôm nay? Rồi mời chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Về cái bài của thầy thuyết pháp về bốn cái vấn đề của khẩu khiến cho con nhớ tới vấn đề của La Hầu La khi còn nhỏ mà được Đức Phật chỉ dạy, cũng về cái vấn đề của đổ một cái thau nước đi á, thì cũng bốn đợt Đức Phật chỉ rất là rõ. Khi cái thau nước đó ngài rửa chân thì nó đã bị dơ rồi, và khi cái ngài đổ bớt đi thì cũng giống như là ý chỉ cho cái La Hầu La thấy được những cái xấu xa, thấy được những cái không có tầm quý, tức là thấy được cái sự nói dối của mình. Cái đợt thứ hai á, Đức Phật cũng đổ bớt đi, ý chỉ cho cái sự mà nói dối á, không biết tầm quý, thì dù có nhiều ít gì cũng không xài được. Và lần thứ ba Đức Phật ụp cái thau đó xuống, ý chỉ cho cái con người mà đã nói dối mà lại thêm che giấu nữa, che đậy, giấu giếm cái tội lỗi của mình, không dám phô bày ra, không dám trình bày trước các vị đạo sư hoặc là các vị tu học. Và lần thứ tư là Đức Phật lật ngửa cái thau lại, chỉ cho một cái con người mà nói dối, chẳng những đã che giấu mà cứ trơ trơ ra đó, không hề biết cái sự tàm quý, cũng như là không hề nghĩ đến cái vấn đề của cái tội lỗi do mình gây ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật một ngày nhất tâm chùa Xuân Qua. Hơn một giờ qua, Đại Đức Giảng Sư đã vì hàng hậu học của chúng con mà dành đem thời gian quý báu để đến đây, để đem tâm huyết của mình để truyền đạt những lời dạy của Đức Phật thông qua việc tu học của Thầy, để giúp chúng con hiểu rõ hơn trong việc hành trì của mình trên bước đường tu học giải thoát. Giờ đây chúng con vô cùng cảm niệm ân đức của Đại Đức Giảng Sư
và hứa sẽ y giáo phụng hành để xứng đáng là người con Phật. Chúng con không biết dùng ngôn từ gì để nói hết lòng tri ân sâu sắc, chỉ biết nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu luôn luôn là tàng cây bóng mát che chở cho hàng hậu học chúng con nương tựa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy cũng có lời tri ân thầy chủ trì nơi đây cùng ban tổ chức đã tạo duyên lành cho thầy đến đây nói chuyện Phật tử với quý vị Phật tử, và tri ân quý vị, cảm ơn quý vị đã là ngồi lắng nghe thầy tra tấn, và chúc sức khỏe quý vị, cầu chúc quý vị được bình an thành đạt và một mùa xuân Canh Tý đầy an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây buổi pháp thoại đã hoàn mãn, con xin kính mời Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân hồi hướng. Con xin kính mời Đại Đức Giảng Sư thùy từ khởi niệm. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.